Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, đơn vị sẽ tổ chức chạy thường xuyên nhiều mác tàu trên các tuyến phía Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đi du lịch biển trong dịp hè. Cụ thể thì tuyến Hà Nội Vinh chạy đôi tàu NA1, NA2 hàng ngày, đôi tàu SE35, SE36 chạy các ngày từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần từ 21 tháng 5. Tuyến Hà Nội Đồng Hới chạy hàng ngày đôi tàu QB1, QB2 từ ngày 2 tháng 6. Tuyến Hà Nội Lào Cai chạy đôi tàu SP3, SP4 dịp cuối tuần. Tuyến Hà Nội Hải Phòng chạy 4 đôi tàu HP1, HP2, LP3, LP2, LP5, LP6, LP7 và LP8.